nhằm thực hiện các mục tiêu chương trình chuyển đổi số theo nghị quyết của tỉnh ủy đã đề ra, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng hoàn thiện chính quyền số gắn liền với cải cách hành chính, phát triển kinh tế số, xã hội số. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền. Đến năm 2025, kinh tế số chiếm 10% GRDP của địa phương, 100% sản phẩm OCOP được đưa trên các sàn thương mại điện tử nội địa, có ít nhất 10 sản phẩm hàng hóa ứng dụng các công nghệ số truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Đồng thời, hạ tầng mạng băng rộng cấp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã. Tối thiểu 50% dân số của tỉnh có tài khoản thanh toán điện tử. Phấn đấu đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động, kinh tế số chiếm 15% GRDP, có ít nhất 30 sản phẩm hàng hóa, ứng dụng các công nghệ số truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện tử trên 70%, 100% người dân được tiếp cận với dữ liệu mở của cơ quan nhà nước thông qua cổng dữ liệu của tỉnh.